Xin chào các bạn. Nếu như các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người dự án Gold Biro 2 nhé. Một dự án khá là uy tín đúng không ạ? Thì trước đây thì nó cho claim token và chúng ta đã claim và có thể thanh khoản được cái token rồi đúng không? Giá khá cao. Và hiện nay thì hiện tại Row 1 thì nó sẽ phân phối giải thưởng vào ngày 1 tháng 8 rồi nhé. Đấy. Và nó sẽ lọc những ai mà chết rét, tức là chết mà không phải là rất thật ấy, tức là ảo ấy, thì nó sẽ không phân phối giải thưởng, cho nên mọi người không nên làm những nick ảo nhá, nick không 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 có thật ấy. Đấy. Ok, để tham gia cái dự án Row 2 hôm nay thì mình sẽ là để link cho phần mô tả cho mọi người nhá. Ok, sau đấy mọi người bấm bắt đầu cho mình này. Rồi, mọi người sẽ bấm bắt đầu. Ok. Mình xin lưu ý dự án này nó sẽ có 5.000 token Gobi dành cho 50 người đăng ký đầu tiên hay sao ấy. Đấy thì mọi người lưu ý nhá, ở đây là con check của nó này. Rồi ok, bây giờ mọi người sẽ làm các nhiệm vụ này. Đầu tiên là join vào group của trên Telegram này, bấm tham gia. Ok, tiếp theo quay trở lại bấm vào kênh channel, bấm tham gia. Rồi tiếp tục join vào kênh channel tiếp này, tham gia này. Ok, quay trở lại tiếp tục giờ vào kênh YouTube, đăng ký kênh YouTube của nó nhá. Đây mình sẽ mở YouTube lên, bấm đăng ký này. Ok, rồi quay trở lại bot, follow kênh Instagram, bấm theo dõi. Ok, rồi quay trở lại nào. Bây giờ mình sẽ bấm submit cho mình. Ok, mọi người đã join vào kênh group và kênh channel rồi thì mọi người sẽ nhập username, mọi người sẽ nhập username tài khoản Telegram mọi người vào nhé. Ok, bot nó chậm đi. Ok, cuối cùng nó cũng phản hồi rồi. Tiếp theo là join vào kênh channel Telegram đúng không ạ? Rồi bấm vào nhập username tài khoản vào đây, username tài khoản Telegram mọi người tiếp nhé. Rồi ở đây nó bảo copy profile link kênh YouTube thì mọi người sẽ quay trở lại YouTube này, quay trở lại này, bấm vào avatar này, bấm vào avatar kênh này, sau đây bấm vào kênh của bạn này, tiếp tục bấm vào phần ba gạch bên đây, mọi người bấm chia sẻ này, bấm vào sao chép đường link liên kết. Ok, quay trở lại bot, mọi người gửi vào đây cho mình, gửi profile link. Rồi tiếp đến mọi người sẽ copy profile link kênh Instagram mừng mọi người cho mình nhá. Thì để copy profile link kênh Instagram thì mọi người sẽ bấm vào như cho mình nhá, làm theo như mình đây. Mọi người sẽ viết https://2.// Instagram instagram.com gạch chéo. Ở cái phần gạch chéo này là mọi người sẽ copy cái username kênh kênh Instagram của mọi người nhá. Rồi mọi người gắn vào đây. Ok, như giống như mình đây nhá. Đấy. Xong mọi người này. Gì đây? Sao chép cái đoạn này sao? Sao chép? Tất cả các nhiệm vụ là bắt buộc, gõ chữ có nếu bạn đã hoàn thành tất cả các bước. Ok, bây giờ mọi người gõ chữ yết này, nếu như mọi người đã hoàn thành hết nhiệm vụ rồi mọi người gõ chữ yết nhé. Rồi mạng đã bị lỗi sao? Ok, sau đấy mọi người sẽ gửi địa chỉ ví, mọi người sẽ lấy địa chỉ ví BEP20 ở trên Trustwallet hoặc MetaMask, mọi người dán vào đây cho mình nhé, gửi vào cho mình nhé. Đến bước này là chắc là xong rồi đấy. Vì lý do nó nhiều người truy cập, nhiều người dùng quá thì mọi người cần phải đợi nhá. Đấy. Ở đây nó bảo gì? Buy GB giảm 20%, không cần đâu. Mọi nó bảo mua không cần đâu, bấm Static này. Rồi. Gobi token profile, guest 500 GB.
Row 2 nó sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 7 nên mọi người tranh thủ làm nhé. With the round thì khi nào nó bấm with the round. Ok, bấm quýt ra. Ở chỗ này thì nó bảo là nếu như mọi người muốn mua ấy thì mọi người chuyển tiền vào đây, còn không mua thì thôi nhá mọi người. Đấy. Còn nếu như mà mình tham gia Aeros thì là nó sẽ chuyển tiền vào 1 tháng 8 mọi người nhá. 1 tháng 8 thì nó sẽ phân phối giải thưởng nhá. Đấy. Còn việc trên này thì là khi nào nó có giải thưởng thì không biết thế nào. Nói chung là ở trên này thì mức nó phần thưởng cũng không biết là thế nào mọi người nhá. Nói chung là mọi người cứ tham gia thôi. Nó là Row 2 thì mọi người nhanh tay tham gia cho mình nhá. Dự án này nó thì ngày 28 là nó kết thúc rồi. Ok, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video tiếp theo và đừng quên nhấn like, nhấn subscribe kênh YouTube của mình nhé. Tạm biệt mọi người.